Thời gian gần đây, trên các trang thông tin điện tử rộ lên chuyện các loại thịt quay như chim quay, vịt quay, lợn quay có màu vàng cánh rán là nhờ tẩm bột sắt. Đối tượng được đề cập đến nhiều nhất chính là đặc sản chim quay Ninh Hiệp. Trong khi câu chuyện thịt quay nhuộm bột sắt độc hại còn gây nhiều tranh cãi, khiến người tiêu dùng bán tín bán nghi, thì những thâm nhập hiện trường của phóng viên VTC14 sẽ đem đến cái nhìn toàn diện đầy đủ hơn. Cách trung tâm Hà Nội khoảng 15 km, chợ Ninh Hiệp ở quận Gia Lâm là một trong những chợ bán buôn lớn nhất Hà Nội. Khu chợ này không chỉ được biết đến với đủ loại vải vóc mà còn nổi tiếng với những mâm chim quay đỏ quạnh, bắt mắt. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, loại đặc sản này đang bị coi là mặt hàng mất vệ sinh an toàn thực phẩm khi có thông tin cho rằng chúng được nhuộm bột sắt độc hại để có màu hấp dẫn. Vậy thực hư chuyện chim quay Ninh Hiệp nhuộm bột sắt là như thế nào? Nhóm phóng viên VTC14 đã có mặt tại khu chợ này để tìm hiểu. Khoảng 2 tuần trở lại đây, khu hàng ăn bên ngoài chợ Ninh Hiệp không còn tấp nập như trước. Những mâm chim quay đặc sản luôn trong tình trạng ế ẩm, leo teo vài thực khách. Không ít người thưởng thức đặc sản trong tâm trạng lo âu và bán tín, bán nghi. Thực ra thì tôi cũng có nghe nói là trên mạng cũng có đưa tin là chim quay Ninh Hiệp ấy có sử dụng bột sắt. Nhưng mà mình có hoang mang một chút. Cái này màu đỏ thì mình nghĩ là dùng phẩm hoa hiên thôi, chẳng có gì là độc hại cả. Chuyện chim quay Ninh Hiệp nhuộm phẩm màu là có thật. Một nồi nước đun sôi có màu đỏ quạch. Sau khi nhúng vài phút, những con chim nhanh chóng có màu đỏ như ngói. Tuy nhiên, đây lại không phải là phẩm màu công nghiệp hay bột sắt như lời đồn thổi, mà là phẩm màu từ hạt điều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Chim có màu đẹp, nó màu vàng này là mình dùng một điều thôi chứ không có cái gì cả. Sau khi mình làm chim xong là mình cho vào một xoong nước, đun sôi lên, hòa bột điều này vào, bắt đầu rúng chim vào nó lên màu. Nếu tất cả các cửa hàng chim quay khác đều dùng công nghệ nhuộm màu như của chị Toàn, thì có thể thấy đặc sản chim quay Ninh Hiệp được dùng loại phẩm màu tự nhiên, an toàn với sức khỏe, chứ không phải là nhuộm bột sắt độc hại như đồn thổi. Trước thông tin chim quay được bán tại Ninh Hiệp có màu gạch non nhờ bột sắt. Mới đây, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế yêu cầu Hà Nội lấy 3 mẫu nghi ngờ gửi đi xét nghiệm. Cụ thể, các chỉ tiêu an toàn thực phẩm được kiểm nghiệm là phẩm màu đỏ, vàng cam, vàng chanh, sắt, kim loại nặng như arsen, thủy ngân, chất bảo quản, muối benzoat, muối borat. Kết quả xét nghiệm của Viện Kiểm nghiệm Vệ sinh An toàn Thực phẩm Quốc gia với chim quay Ninh Hiệp cho thấy các chỉ tiêu phẩm màu đều an toàn. Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm thành phố đã chủ động lấy mẫu giám sát một số cái sản phẩm gia súc, gia cầm quay, cụ thể như là thịt lợn quay, thịt gà quay, thịt vịt quay và thịt chim quay, mà có khi mà ta nhìn vào thấy rất là màu vàng, rất là đẹp khi quay lên
Thế thì qua cái kết quả là lấy 5 mẫu cái sản phẩm cái gia súc gia thịt gia súc gia cầm đã quay chín và chúng tôi có gửi Viện Kiểm nghiệm Quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm để xét nghiệm hàm lượng sắt trong các cái sản phẩm đó, thì chúng ta cũng đều biết rằng là những cái nguy cơ để tạo ra cái màu đó thì có cái nguồn gốc từ sắt. Thì kết quả cho thấy 5 mẫu sản phẩm gia súc gia cầm đã quay chín đó thì có cái hàm lượng oxy sắt đều dưới cái giới hạn cho phép theo cái quy định tại thông tư 27 của Bộ Y tế về vấn đề sử dụng các cái chất phụ gia trong thực phẩm. Đây cũng là những cái kết quả ban đầu. Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục cũng chỉ đạo cho các cơ quan để tiếp tục tăng cường giám sát, và có khi có nguy cơ thì chúng tôi sẽ lấy mẫu để xét nghiệm trên cơ sở đó để đưa thông tin đến người tiêu dùng cũng như cảnh báo để lựa chọn thực phẩm an toàn. Tuy nhiên, không phải sản phẩm thịt quay nào cũng an toàn với sức khỏe. Thậm chí, với chim quay Ninh Hiệp, cũng không lường được nguy cơ có hộ kinh doanh dùng phẩm màu độc hại bên cạnh hộ dùng phẩm màu tự nhiên từ hạt điều. Kết quả kiểm nghiệm chỉ mang tính đại diện, không phải là của tất cả các mẫu. Vì trên thực tế, không phải chủ hàng nào cũng tự giác bỏ tiền mua các loại phẩm màu tự nhiên đắt đỏ gấp nhiều lần phẩm màu hóa học. Có thể chim quay Ninh Hiệp không dùng bột sắt độc hại, nhưng các loại thịt quay, gia cầm quay ở những địa phương khác thì có. Bằng chứng là Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã lấy mẫu để kiểm nghiệm chỉ tiêu phẩm màu với các loại thịt quay trên cả nước. Kết quả cho thấy có nhiều mẫu dương tính với phẩm màu đỏ mà dân gian vẫn thường gọi là bột sắt. Vào khoảng cuối tháng 12 năm 2011, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một mẫu thịt gà sống bị tẩm màu công nghiệp độc hại, khiến người tiêu dùng hết sức hoang mang. Chất được tìm thấy là diaminoazobenzen hydrochloride có hàm lượng 2,85mg trên 1kg. Đây là một loại phẩm màu công nghiệp dùng trong sản xuất polymer, thuốc nhuộm tóc, cao su. Theo bí quyết của dân buôn gà, quy trình nhuộm gà cũng rất đơn giản. Để gà trước và sau khi quay có màu vàng ươm, bắt mắt. Trước khi mang ra chợ bán, gà được nhuộm qua một loại màu là bột sắt. Bột sắt mà người kinh doanh vẫn gọi nôm na chính là phẩm màu vàng, đen, nâu. Bột sắt chia làm hai loại. Loại dùng trong thực phẩm, an toàn nếu ở dưới ngưỡng cho phép, và loại dùng trong công nghiệp, rất độc hại, không được phép dùng trong thực phẩm. Phẩm màu công nghiệp có độ tinh khiết thấp, nhiều tạp chất như sắt, chì, thủy ngân đều là các chất độc với cơ thể con người. Tuy nhiên, vì giá thành rẻ, không ít người kinh doanh vẫn dùng để có lợi nhuận cao. Theo các chuyên gia y tế, loại màu này được dùng chủ yếu trong công nghiệp nhuộm như thuốc nhuộm tóc, sản xuất cao su, mực in và tuyệt đối cấm sử dụng trong thực phẩm. Thông thường thì người ta có thể dùng mật ong hoặc dùng cái caramel thì có thể làm để mà cho nó cái có cái được có cái màu màu như vậy. Thế tuy nhiên thì cái những cái màu mà cho cái các cái đó thì để thời gian thì cũng có thể nó không được đẹp mắt. Cho nên đôi khi thì các nhà hàng người chế biến thực phẩm thì có thể sử dụng một số các cái chất phụ gia có cái màu mà tương tự như cái màu mà tự nhiên thực phẩm
Và cái một trong các cái phụ gia mà có thể cho phép đó là cũng có thể là đấy mà hiện nay mà dân gian hay nói đó là cái bột sắt. Thì thực tế thì sắt oxit và sắt 2, oxit sắt 2 và sắt 3 cũng là có cái phụ gia mà có trong danh mục cho phép của Bộ Y tế khi nó đảm bảo được cái độ tinh khai khiết. Có nghĩa là những cái hàm lượng kim loại khác mà độc chất thì nó sẽ là rất là thấp và độ tinh khiết cao, dùng được an toàn cho người sử dụng với cái liều nhất định quy định. Khi ăn phải các loại thịt được tẩm bột sắt độc hại, độc tố sẽ tích lũy trong cơ thể con người, có khả năng gây tổn hại cho gan và thận, gây ung thư da, ung thư bàng quang. Nếu ăn thường xuyên sẽ gây viêm da nặng, hen suyễn, viêm dạ dày, suy thận, chóng mặt, run, co giật và thậm chí là hôn mê. Thì anh phải nhìn thấy là nó có cái màu khác thường, thật khác thường thôi, chứ còn đôi khi nó cũng giống là đến chúng tôi cũng bị nhầm lẫn đấy, chứ không phải dễ. Và đừng có bao giờ mua, nên không mua các cái loại chim quay. Thường các chim quay là ở các cái vùng trong cái bán rong, là ngồi ở các cái chợ nay có bán mai mà sẽ không còn xuất hiện, thì người ta rất sử dụng. Thì thường những cái đấy mà chúng tôi lấy ở cái những cái địa chỉ không rõ ràng thì thường là cái phẩm màu sử dụng, phẩm màu kiểm này, phẩm màu công nghiệp này. Hiện đang là mùa cưới, Tết Nguyên đán cũng đang gần kề. Theo phong tục ở một số nơi, mâm cỗ không thể thiếu các loại thịt quay, chim quay. Hơn lúc nào hết, loại thực phẩm chế biến sẵn này cần được kiểm soát chặt chẽ, vì thực tế đã chứng minh hầu hết các vụ ngộ độc xảy ra đều do cơ quan chức năng ỷ lại, trông chờ vào tinh thần tự giác của người chế biến.